vị tướng Bruce đến thắng người chơi cuối cùng. Đó là trò chơi Tetris của Electronic Arts. Có trò chơi xếp hình mới nhất 2020. Có mới nhất luôn. Có xếp hình Tetris. Có di động chơi iOS và Android. Có luôn. Có xếp hình màu sắc. Màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh nước biển, màu vàng, màu cam, màu xanh lá và màu tím. Mấy tháng rồi. Có đồng vàng. Có xuất hiện đó, có xuất hiện chứ của EA Game Tetris mới thắng rồi, có dài, có xuất hiện đó, có rồi, có nhanh hơn trên Android và iOS, có rồi, mới nhất luôn, Google và App Store mới nhất, có xuất hiện từ chứ. Trò chơi Tetris có sẵn mùa hè năm 2020. Trên mạng tiếng Anh app, trên App Store, có sẵn ngày 20 tháng 5 năm 2020.